xin chào các bạn, các em ơi Chúng mình cùng nhau đến với cái phần livestream đầu tiên chữa đề số 01 Mỗi tuần thì chúng mình sẽ cùng chữa với nhau một đề Và chị mong rằng là với cái phần gọi là giúp sức cùng với các bạn Thì năm nay các bạn sẽ hoàn thành cái bài thi môn văn thật là tốt, ok không nào Rồi xin chào các em Nếu như mà các bạn đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá đây là đề ở trong cuốn săn 8 cộng các bạn hoàn toàn có thể sưu tầm cái cuốn này bởi vì trong cuốn này thì có rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể sử dụng ok chưa ạ à? và cái bộ đề chị chữa cùng với các bạn sẽ là cái bộ đề ở trong sách này ok chưa nào rồi xin chào các em các bạn ơi quay trở lại cùng với chị chưa hello các em xin chào các bạn các bạn ơi xin chào xin chào nào chúng ta sẽ cùng với đến với cái đề số 01 ngày hôm nay của chị. Được không ạ? À? Đợi các bạn ấy một chút xíu nhá. ok xin chào xí muội xin chào bích ngọc xin chào các bạn với một cái mong muốn là tạo ra một cái group về học tập chị sẽ là người hỗ trợ cho các bạn nhiều nhất có thể nên chị rất là mong rằng là những cái phần mà chị hướng dẫn cho các bạn À 35 đề chị hướng dẫn cho các em ở trong 35 tuần sẽ giúp cho các bạn của chị tự tin hơn khi bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Ok ông nào. Được không ạ? À? Rất mong là như thế. Các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau nhá. Bây giờ thì chị sẽ cùng bắt đầu chữa đề cùng với các bạn. Được không ạ? À? Đề số 01 như chị đã nói. Được không nào? Và chị lưu ý thêm một lần nữa, đây là cuốn sách săn 8 cộng của chị. Được không ạ? À? Đây là cuốn sách Săn Tám Cộng của chị Và nếu như các bạn mong muốn là mình không cần phải in đề ra Mình muốn có một cái cuốn sách mà có thể tự học được Thì đây sẽ là một cái cuốn sách mà chị nghĩ là rất là cần thiết với các bạn đấy Nếu như mà các bạn cần tư vấn về sách thì các em có thể nhắn tin cho chị Hoặc là nhanh hơn thì các em sẽ nhắn tin cho admin fanpage hoặc fan chị Hiên nha Ok không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm nhá Rõ ràng là các bạn vẫn nhớ đó chính là ở trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia ấy. Thì cấu trúc ở thời điểm hiện tại vẫn sẽ bao gồm có hai phần, phần 1 và phần 2. Đúng không ạ? Phần 1 của chúng mình là phần về đọc hiểu. Và phần này thì chiếm 3 điểm. Được không ạ? Phần số 2 là phần làm văn. Phần này thì chiếm 7 điểm và chia thành hai câu, một là câu về nghị luận xã hội và đây là dạng đoạn văn khoảng 200 từ. Và một câu nữa là câu nghị luận văn học. Câu này thì là à, bài văn hình thức bài văn, ok chưa ạ? Được không nào? Các bạn ơi. Ok chưa? Các bạn đồng ý với chị về cái này không ạ? Chúng ta sẽ có hai phần, phần 1 và phần 2, Một phần 3 điểm, Một phần 7 điểm. Đây vẫn là cái cấu trúc của đề thi trung học phổ thông quốc gia và chị muốn là các bạn sẽ lưu ý trước tiên về cái này giúp cho chị. Ok chưa ạ? Các bạn sẽ lưu ý trước tiên về cái này giúp cho chị nhá. Tiếp tục này, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây ạ. Đây ạ, đề số 01 của chúng mình bao gồm thứ nhất phần đọc hiểu như sau. Phần đọc hiểu 3 điểm, bao giờ cũng vậy, luôn luôn cho ở đây là một cái đoạn văn bản và chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi liên quan tới cái đoạn văn bản này và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau nhá. Trước tiên này, đoạn văn bản như sau. Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn thường gặp người cho mình quyền được phán xét người khác theo một định kiến có sẵn. Có sẵn. Những người không bao giờ chấp nhận sự khác biệt. Đó không phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là chúng ta chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó. Cuộc sống của chúng ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ. Nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều. Sao ta không thôi sợ hãi và thử nghe theo chính mình? thật ra cuộc đời ai cũng có những lúc không biết nên làm thế nào mới phải khi ấy ba tôi dạy rằng ta chỉ cần nhớ nguyên tắc sống cơ bản cực kỳ ngắn gọn trước hết hãy tôn trọng người khác rồi sau đó nghe theo chính mình hãy tôn trọng bởi cuộc đời là muôn mặt và mỗi người có một cách sống riêng biệt chẳng có cách sống nào là cơ sở để đánh giá cách sống kia john marshall có viết một cuốn sách với tựa đề bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao. Nó khiến tôi nhận ra rằng mỗi người đều là một nguyên bản, duy nhất, độc đáo và đáng tôn trọng. Ok không ạ? Các bạn ơi, ở đây chúng ta có một cái đoạn văn bản. Đây là trích trong cái cuốn sách rất là nổi tiếng của Phạm Lữ Ân Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Nếu như mà các bạn có thể có điều kiện thì hãy sưu tầm cái cuốn sách này để đọc nhé. Ok chưa nào? Đây ạ, chúng ta có bốn câu hỏi nhỏ hỏi về cái văn bản này Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời từng câu hỏi một Ngày hôm nay thì chị đã up đề lên cho các bạn trước rồi Không biết là các em đã xem qua đề chưa? Không biết là các bạn đã xem qua đề chưa? Rồi, chúng ta có câu đầu tiên Xác định thao tác lập luận chính được sử dụng trong văn bản trên À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhắc nhớ lại về thao tác lập luận nhé Chúng ta có mấy thao tác lập luận nhỉ các bạn nhỉ? À đây ạ, à, chị sẽ mở ngay cái cuốn sách này ra để các bạn sẽ thấy ở cái phần này chúng ta có luôn phần kiến thức này. Thao tác lập luận đúng không? Ok, đây ạ. À, đây là thao tác lập luận nha các bạn. Được chưa nào? Chúng ta có 6 cái thao tác lập luận chính được đề cập ở đây, phải không ạ? À? Thao tác lập luận thứ nhất đó là thao tác lập luận giải thích. Giải thích là gì? Là vận dụng tri thức để hiểu vấn đề nghị luận một cách rõ ràng và giúp người khác hiểu đúng ý của mình ok chưa ạ thường thì chúng ta sẽ đưa ra những cái khái niệm giống như kiểu như là uh, nó là cái gì đấy nó như cái gì đấy ok chưa ạ phân tích phân tích ở đây là chia tách đối tượng sự vật hiện tượng thành nhiều bộ phận nhiều yếu tố nhỏ từ đó thì chúng ta sẽ đi xem xét kỹ lưỡng nội dung và mối liên hệ bên trong của đối tượng ok chưa ạ à chứng minh chứng minh ở đây là đưa ra những cái cứ liệu đưa ra những cái dẫn chứng xác đáng để có thể làm sáng tỏ một cái lý lẽ để thuyết phục người đọc, người nghe tin tưởng vào cái vấn đề mà mình đang đề cập tới. Ok chưa ạ? Cái số 4 là bác bỏ. Bác bỏ ở đây là chỉ ra ý kiến sai trái của vấn đề. Trên cơ sở đó thì sẽ đưa ra cái nhận định đúng đắn và bảo vệ ý kiến lập trường đúng đắn của mình. Ok chưa ạ? Tiếp tục. Thứ năm đó là bình luận. Bình luận ở đây là đánh giá bàn bạc về vấn đề, về sự việc hiện tượng để xem là nó đúng hay là nó sai, nó tốt hay là nó xấu, nó lợi hay là hại. Và để nhận thức được đối tượng cách ứng xử phù hợp và từ đó có một cái phương châm hành động đúng được không ạ? Và so sánh ở đây là một cái thao tác lập luận mà ta sẽ đem cái đối tượng đó đi đối chiếu với một sự vật khác hoặc nhiều sự vật khác để mình chỉ ra được cái gì ạ? Các cái mặt của cái sự vật kia, những cái nét giống nhau hay khác nhau và từ đó thấy được cái giá trị riêng của từng sự vật hoặc là mình sẽ hướng cái cách viết của mình đến cái sự vật mà bản thân mình đang quan tâm. Ok chưa ạ? Lưu ý giúp chị nhá. Được không nào? Thì đấy là 6 cái thao tác lập luận mà chị muốn ôn lại kiến thức cùng với các bạn Được chưa? Nhớ ý, lưu ý giúp chị nhá Vậy thì với cái việc là chị vừa gọi là lý giải cho các bạn Về từng thao tác lập luận là gì ở trong này rồi Thì chị tin chắc là ở đây các bạn cũng đã biết được là Cái thao tác lập luận chính ở đây là gì rồi đúng không ạ? Đó chính là bình luận Đúng không nào? Hãy nhớ nhá Chính là một Ok không ạ? À? Chính là một Ok chưa? Và thao tác lập luận của chúng ta ở đây Chính là bình luận Trả lời đúng câu này các bạn được 0,5 điểm Được không ạ? À? Chốt nhá Ok chưa? Đây là cuốn săn 8 cộng Được không ạ? À? Và các đề này đều là những đề mà chị đi sưu tầm Được không ạ? À? Vừa đi sưu tầm vừa viết mới Thế nên là những cái đề này là những cái đề mà các bạn có thể dựa vào đây Các bạn làm và làm những cái đề khác Ok chưa? Nhá Tiếp tục này Câu số 2 anh chị hiểu thế nào là định kiến được không ạ anh chị hiểu thế nào là định kiến à các bạn hiểu thế nào là định kiến ạ đây là câu hỏi dành cho các bạn đây ạ à anh chị hiểu thế nào là định kiến ừ thì chúng ta có thể thấy ở đây rằng là gì định kiến là gì nhỉ các bạn nhỉ định kiến là gì à đây ạ bởi định kiến của những người khác hẳn còn tệ hơn nhiều vậy thì ở đây chúng ta sẽ là gì ạ tư duy về cái ngữ liệu trong văn bản đây là dạng câu hỏi thuộc về dạng tư duy về ngữ liệu đúng không và cái này là tự chúng ta tư duy về cái ngữ liệu này được chưa nào tư duy về ngữ liệu vậy thì định kiến ở đây là gì nhỉ các bạn nhỉ À, định kiến ở đây là cái ý kiến riêng đã có sẵn từ lâu và thường là không hoặc là rất khó để có thể thay đổi, được không ạ? Nó là ý kiến riêng. Có từ lâu. Rất khó để thay đổi. Thậm chí là không thể thay đổi. Ok không ạ? thì chúng ta sẽ giải thích theo cái ý của chúng ta. Bởi vì như chị đã nói cùng với các bạn thì đây là thuộc về cái dạng câu hỏi là gì? Tư duy về ngữ liệu đúng không? Ok ok, chị sẽ trình bày ra đây nhá. Chị sợ là ghi vào vở nhiều thì đây chị sẽ trình bày ra đây. Được không ạ? À? Chị sẽ trình bày ra quyển vở này. Rồi ở đây chúng ta có cái phần 1. Đọc hiểu. Câu 1 bình luận. Câu 2. Định kiến là những ý kiến quan điểm đã hình thành đã hình thành. Từ lâu và rất khó để có thể thay đổi. Được không ạ? Thậm chí là không thể thay đổi. Ok chưa nào? Rồi, được không ạ? Tiếp tục nhé, chúng ta sẽ đến với câu số 3. Được chưa? Câu hỏi số 3 của chúng mình ở đây á Đợi chị một chút xíu nhá Câu hỏi số 3 của chúng mình ở đây là Vì sao tác giả cho rằng Cuộc sống của chúng ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ Nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác Hẳn còn tệ hơn nhiều Được không ạ? À? Tại sao? Vì sao tác giả lại cho rằng như vậy? À chị thì nghĩ rằng là cái này thì thuộc về cái quan điểm của từng bạn. Nhưng mà đối với bản thân chị thì chị sẽ không gạch đầu dòng. Tại vì chị cảm thấy là như thế thì cái bài trình bày nó sẽ không giống một bài văn và chị nhìn nó không được đẹp mắt. Còn đấy là quan điểm của chị thôi, còn tất nhiên thật ra các bạn gạch đầu dòng hay không gạch đầu dòng thì các bạn cũng sẽ không bị trừ điểm đâu. Cái này như chị đã nói là thuộc về quan điểm của từng người nhá. Chị xin nhắc lại các bạn một lần nữa, đây là thuộc về quan điểm của từng người. Ok không ạ? À? Rồi rồi tại sao ạ à vì sao tác giả cho rằng cuộc sống của chúng ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ nên nếu điều khiển bởi định kiến bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều rồi tại sao lại như vậy nhở à chúng ta thấy rằng là gì bởi vì là định kiến khiến cho bản thân thường đánh giá nhận xét về một vấn đề theo một chiều và rất khó để có thể sự chấp nhận cái sự khác biệt của người khác dẫn tới cái việc cực kỳ là khó hòa nhập. Và nếu như mà chúng ta còn bị điều khiển bởi định kiến của những người khác thì gì ạ? À thì chúng ta còn khó lòng có được là chính mình và chúng ta sẽ bị thay đổi theo những cái ý kiến của người khác và cái việc là chính mình nó sẽ là một cái điều cực kỳ là xa xỉ và khó đạt tới. Ok không ạ? Hiểu chị ông nào? Thế thì ở đây cái câu số 3 này chúng ta có thể giải thích đó là gì ạ? À ghi cái câu đó ra nhá. Sau đó vì Được không? Vì sao? À sống theo định kiến của bản thân. Sống theo định tức là chị sẽ giải thích cho theo hai vế đấy. Được không ạ? Sống theo định kiến của bản thân. chúng ta sẽ luôn có cái nhìn một chiều và rất khó để chấp nhận sự khác biệt của người khác của người khác. Ok không ạ? À? Được không nào? Và gì nữa? À và sống theo định kiến của người khác. Định kiến của người khác thì ta sẽ phải liên tục thay đổi và điều đó khiến cho chúng ta không còn được là chính mình. Không còn được là chính mình. Và đây chính là cái điều mà tệ nhất đúng không ạ? Các bạn chú ý việc trình bày giúp chị nhé Ở đây là chị đang chỉ trình bày để cho các bạn dễ hiểu thôi. Ok chưa? Nhá, được không được không? Hiểu không ạ? Rồi câu số 4 ạ. Câu số 4 Câu số 4 của chúng ta như sau Anh chị rút ra được bài học gì từ câu chuyện trên Và hãy liên hệ thực tế Tức là tự liên hệ bản thân đấy ạ Thật ra nhá Đôi khi là người ta chỉ để cái câu hỏi cho các bạn Là cái bài học mà các bạn rút ra ý nghĩa nhất Ở trong cái văn bản trên là gì thôi Nhưng mà thật ra là trong cái phần câu trả lời Từ 5 đến 7 dòng của chúng ta là chúng ta cũng phải liên hệ Nhưng mà ở đây người ta gợi mở dễ dàng hơn cho các bạn Đó là người ta bảo các bạn liên hệ luôn Tức là các bạn phải làm hai ý Ý thứ nhất là rút ra bài học bài học rút ra là gì cái tiếp theo là liên hệ thực tế tới những cái vấn đề như thế nào hoặc là liên hệ bản thân mình ok chưa ạ thì ở đây ví dụ như những cái bài học rút ra chúng ta có thể rút ra các em có thể làm dựa trên ví dụ như là gì ạ à tôn trọng sự khác biệt của người khác này tôn trọng cá tính sự khác biệt của người khác sự khác biệt của người khác và sự và Và bản thân Được không ạ? Bản thân em cũng có quyền khác biệt chứ Bản thân em cũng quyền có quyền có những cái cá tính riêng chứ Và bản thân em tự bản thân em phải tôn trọng cái điều đó đã Hiểu chị không ạ? Tự bản thân em phải tôn trọng cái điều đó đã Bởi vì nếu như em không tự tôn trọng Thì sẽ chẳng có ai tôn trọng em cả Đấy là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý với chị Được chưa nào? Lưu ý giúp chị nhá Hoặc là Chúng ta có thể là gì ạ? À, chúng ta có thể đây. Thì từ cái mà thông điệp chúng ta rút ra này, chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ thực tế. Đến bản thân của em chẳng hạn, em đã bao giờ dám đam mê và quyết tâm theo đuổi đam mê của em chưa? Ok không nào? Theo đuổi đam mê của em chưa? đấy là câu hỏi được đặt ra. Ví như là em cực kỳ là mê hát và nhiều người thì cho rằng là em cực kỳ là mê hát và em rất là thích rap và em cảm thấy rằng đó là một cái điều gì mà nó rất là khác biệt với người khác và mọi người nhìn em với một cái ánh mắt nó không được gọi là khả ái cho lắm nhưng mà em vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê bởi vì em hiểu được rằng là bản thân em cần phải tôn trọng cá tính của chính bản thân mình kiểu kiểu như vậy hiểu chị không? Thì rõ ràng là cái câu hỏi này ở trong câu hỏi số 4 ở trong phần đọc hiểu là có hai ý. Ý thứ nhất là cái thông điệp mà em rút ra là gì? Và cái tiếp theo là liên hệ đến thực tế, đến với bản thân em là à cái điều đó nó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của em thì em phải làm sáng tỏ hai cái vấn đề này giúp cho chị. Ok chưa ạ? Vậy là đây nhá, chị bắt đầu nhìn lại cùng với các bạn. Rõ ràng ở trong cái phần này chị vừa hướng dẫn cho các em nó sẽ bao gồm thứ nhất, kiến thức về gì ạ? Kiến thức về các cái thao tác lập luận ở trong văn bản. Kiến thức thứ hai là tư duy về ngữ liệu trong văn bản. Kiến thức số 3 là gì ạ? À là cái thông điệp ý nghĩa được rút ra từ văn bản và liên hệ cái thông điệp đó với bản thân em. Đó là ba cái mảng kiến thức mà chúng ta vừa cùng với nhau lượt qua ở trong cái phần đọc hiểu này. Ok không nào? Còn nếu như mà các bạn muốn thực hiện, tức là Bản thân các bạn muốn hiểu sâu hơn về cái bản chất của từng mảng kiến thức Thì các em có thể đăng ký khóa học online để học cùng với chị ở trong năm nay Ok chưa? Rồi, chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo Đó chính là câu À, câu nghị luận xã hội Phần 2, làm văn Hai la mã Làm văn Ủa, wow, chị xin lỗi, chị xin lỗi À đây, đúng không không? Hai la mã làm văn Ok chưa ạ? Câu 1 nghị luận xã hội này Viết một đoạn văn khoảng 200 từ Đúng không ạ? Đây chúng ta sẽ cùng xem đề cùng với chị nhé Đây đề của chúng ta đây ạ Đây như sau Từ nội dung văn bản Anh chị hãy nêu lên suy nghĩ của mình về câu nói Mỗi người đều là một nguyên bản duy nhất Độc đáo và đáng tôn trọng Trình bày ý kiến của anh chị Bằng một đoạn văn khoảng 200 chữ Ok chưa ạ? Các bạn ơi các em đã biết cách để viết một đoạn văn khoảng 200 chữ chưa? Các bạn đã biết biết cách để viết một đoạn văn khoảng 200 chữ chưa ạ? Nếu như chưa biết, chúng ta sẽ cùng nhau mở lại kiến thức ở trong cuốn này luôn. Ở trong này có hết mọi thứ các em cần luôn. Đây ạ. À, chị xin phép giới thiệu với các bạn. Đây, đây chính là dàn ý của đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ. Ok ông nào? Đây, chị đợi đây. Đó, ok không ạ? Dàn ý của đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ. Trước tiên là dẫn dắt và đặt vấn đề này tiếp theo là phần thân đoạn này giải thích nếu vấn đề đó là vấn đề phức tạp sau đó tiến hành phân tích bàn luận về vấn đề đó này sử dụng dẫn chứng chứng minh cho quan điểm của mình này lật ngược vấn đề nếu cần này và liên hệ bản thân kết đoạn là chúng ta sẽ khẳng định lại quan điểm và đưa ra cái thông điệp giá trị ok chưa ạ thì ở bên cái phần này chị còn hướng dẫn rất tỉ mỉ và chi tiết với từng phần đó là dung lượng của từng phần thì như thế nào này dàn ý vào bố cục chi tiết thì ra sao này Ok không ạ? Thì các em có thể tham khảo thêm ở trong cái cuốn sách này nhá. Thậm chí là ở trong cái phần này các bạn còn có thêm những cái phần mở đoạn nhanh nếu như chúng ta quá bí này và đây những cái phần hướng dẫn viết thân đoạn các thứ nữa. Được không ạ? Và rất là quan trọng đó chính là ở trong cái phần giữa của cuốn sách này á thì nó có một cái phần mà chị tin rằng là các bạn cực kỳ là cần. Đây chị xin cho các bạn xem. Đó chính là cái phần mà chúng ta sẽ có một cái bảng dẫn chứng. Ok không ạ? Bởi vì là như chị nói cùng với các bạn nhá trong câu nghị luận xã hội thì có ba cái yếu tố quan trọng nhất để làm nên thành công của một đoạn văn nghị luận xã hội nó sẽ bao gồm như sau cái số 1 đó là quan điểm quan điểm của các em phải rõ ràng không lòng vòng được không ạ? À? Hà Nội, Hải Phòng là không lòng vòng, lưu ý giúp chị là như thế. Chỉ đưa ra cần đưa ra một quan điểm thôi, không phải anh chị cứ đứng ở đấy rồi bâng quâng đứng giữa hai dòng nước chọn một dòng hay để nước trôi, nhìn đằng này nó là như thế này, em nhìn đằng kia nó là như thế kia. Bởi vì như chị đã nói, chúng ta chỉ viết một cái đoạn văn nghị luận xã hội 200 từ thôi. Chúng mình không có nhiều thời gian để mà ngồi nghĩ rằng là à trên cái phương diện này nó là đúng, trên phương diện kia nó là sai không ạ à, không ạ à. được không ạ à? lưu ý giúp chị rằng là hãy chỉ cần lựa chọn một cái khía cạnh mà các bạn cảm thấy ok nhất và các em tin tưởng vào quan điểm của các em đi theo quan điểm đó giúp chị là được ok chưa ạ à? sau đó cái yếu tố thứ hai mà chúng ta cần đó là gì các bạn biết không yếu tố thứ hai đó chính là dẫn chứng một bài văn nghị luận xã hội mà không có dẫn chứng thì vứt chẳng khác nào là luật sư đi vào chỗ tòa án để bắt đầu là gì ạ à, à luật sư đi vào à, cãi cho gọi là nguyên đơn của mình cho cái bị cáo của mình mà lại cuối cùng là em chả có bằng chứng gì cả quan tòa à. thế thì giải quyết vấn đề gì chắc chắn phải có dẫn chứng phải có dẫn chứng thì người ta mới bị thuyết phục được ok chưa ạ cái tiếp theo mà cũng cực kỳ phải quan tâm đó chính là một cái thông điệp có giá trị suy cho cùng cái cốt lõi nhất của một bài văn nghị luận xã hội sau khi em đưa ra quan điểm sau khi em chứng minh có cho cái quan điểm của em thì em cần phải đưa ra một cái thông điệp đó sẽ là một cái thông điệp có giá trị đối với những người trẻ và sau khi người trẻ đọc xong cái bài viết đó của bọn em đọc xong cái đoạn văn đó của bọn em người ta thấy rằng là à quả thực đây là một cái thông điệp có ý nghĩa và tôi sẽ thay đổi chính bản thân tôi để bản thân tôi trở thành một người ưu tú hơn và toàn diện hơn ok chưa nào chị phân tích như vậy các bạn có hiểu không ạ cái mơ chị phân tích như vậy các bạn có hiểu không chị phân tích như vậy các bạn có hiểu không nhở các bạn ơi các bạn hiểu không ạ à? ok không các bạn hiểu không hiểu không ok hiểu là tốt được chưa nào Hiểu là tốt Thì ở đây chúng ta có thêm cả phần dẫn chứng này Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cái đề này nhá Vừa rồi là chị nói qua với các bạn rồi Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại đề của chúng mình này Các em ơi các bạn cứ bình tĩnh Một lát nữa chị sẽ trả lời hết Những cái tin nhắn về sách của các bạn Chị đã nói rồi Đây là cuốn săn 8 cộng của chị Ok chưa nào Các bạn cứ nhắn tin cho chị nhiều quá trời <laughs> Nhá, đây là cuốn săn 8 cộng của chị Nếu như mà các bạn cần thông tin về cuốn sách này Thì một lát nữa sau khi phát trực tiếp xong Chị sẽ đăng lại thông tin Về cuốn sách này lên group cho các bạn Ok chưa Rồi đây ạ, à. bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại Đề bài của chúng mình là Xoay quanh cái câu này ạ à. Đây, câu của chúng ta như sau Mỗi người đều là một nguyên bản duy nhất Độc đáo và đáng tôn trọng Đúng không ạ à? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm nhé Được chưa, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm như sau trước tiên chúng ta sẽ phải cần có một cái câu mở đoạn đúng không ạ trước tiên là chúng ta sẽ phải cần có một cái câu mở đoạn nhưng mà trước khi dùng đến cái câu mở đoạn này thì chị nghĩ là một trong những cái rất là quan trọng mà các bạn sẽ cần phải quan tâm đó chính là gì ạ vấn đề nghị luận của chúng ta ở đây chính là trình bày cái suy nghĩ của bản thân em về cái câu trích dẫn mỗi người đều là một nguyên bản duy nhất độc đáo và đáng tôn trọng Ok chưa ạ? Ở đây, thông điệp được gửi gắm đó chính là hãy tôn trọng điểm khác biệt của mỗi người. Hãy tôn trọng cá tính của mỗi người. Đó là cái thông điệp mà chúng ta rút ra. Đúng chưa nào? Hiểu chị không ạ? À? Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cùng làm cái này nhá Nếu như trong trường hợp bì quá Thì các bạn có thể sử dụng những cái câu dẫn Mà chị đã hướng dẫn cho các em ấy Ví dụ về cái đề này Thì chúng ta có thể đi từ cái gì ạ? À, đi từ cái sự cá tính riêng biệt Ok chưa nào? Chúng ta hoàn toàn có thể đi từ cá tính riêng biệt Ok không? Thì ở đây, vị như sau ạ Chúng ta có thể viết đó là gì nhỉ? À Mỗi người chúng ta Mong ước lớn nhất Của bản thân mỗi người Khi sinh ra có lẽ chính là được trở thành một cái tôi khác biệt và điều đó thực sự đáng được tôn trọng đáng được tôn trọng ok chưa nào hiểu chị ông ạ à? à nó rất giống thông điệp này được gửi gắm qua trích dẫn ok không chờ chúng ta sẽ trích dẫn ra được không ạ à? như chị đã nói cái phần tiếp theo mà chúng ta cần phải làm đó chính là chúng ta sẽ tiến hành giải thích được không ạ à? thì ở trong cái phần giải thích này ấy bởi vì cái câu này nó đã mang nghĩa tường minh rồi chả có gì khó hiểu cả chúng ta chỉ cần suy ra là gì ạ à? à trích dẫn này đã giúp chúng ta hướng tới cái bài học cái thông điệp có giá trị đó chính là cần phải tôn trọng cá tính riêng cần phải tôn trọng cá tính riêng phải những điểm khác biệt của mỗi con người được không ạ à? trích dẫn này nó giống như là một cái lời khẳng định ấy giống như là một lời khẳng định ấy và đó là một cái lời khẳng định về gì ạ? À, hãy tôn trọng cá tính và những điểm khác biệt của chính tôi, của mỗi con người. Ok chưa ạ? Sau khi giải thích xong, các bạn sẽ bắt đầu tiến hành bình luận. phân tích. Ok không ạ? Chúng ta bắt đầu tiến hành bình luận và phân tích. Thì ở trong bình luận phân tích này chúng ta sẽ đi trả lời cho những cái câu hỏi như sau. Thứ nhất. Tại sao được không ạ? À? Tại sao phải trân trọng? Phải trân trọng. phải yêu quý những đặc điểm khác biệt của mỗi người. Được không nào? Ok chưa ạ? Và sau đó chúng ta có thể bình luận về những cái tính cá nhân hiện nay được không ạ à? ok chưa nào sau khi phân tích và bình luận xong thì các bạn sẽ đưa ra dẫn chứng ok không thì dẫn chứng ở đây chị nghĩ là các bạn có thể đưa những cái rất là cập nhật ví dụ như là hình ảnh về đen này rapper đen này một người cực kỳ là truyền cảm hứng với những cái sự khác biệt và trước đó thì trước cái sự khác biệt của đen có rất là nhiều người đã cảm thấy là ăn mặc thì dị hợm còn nói chung là giống như là một kẻ nghiện ấy nhưng mà sau đó bằng cái tài năng của mình đen Vông muốn cho mọi người thấy rằng là hãy tôn trọng cái cá tính riêng của tôi và thời điểm hiện tại anh ấy đã trở thành một trong số những cái rapper việt cực kỳ là thành công với những sản phẩm chất lượng và truyền cảm hứng tới rất là nhiều người được không ạ à? và hình ảnh của anh ấy chính là một cái lời khẳng định cho việc hãy tôn trọng cá tính và những điểm khác biệt của mỗi con người ok chưa ạ à? thì ở trong phần dẫn chứng này chị khuyên các bạn là chúng ta chỉ nên đưa ra một đến hai cái dẫn chứng thôi ok không ạ à? một đến hai cái dẫn chứng thôi bởi vì chúng ta không có nhiều dung lượng để chúng ta viết đâu ạ à. nếu như các bạn quá tham lam thì các bạn sẽ viết ra thành một bài văn đấy chứ không phải là một đoạn văn đâu nên chị muốn là các bạn sẽ cân nhắc về cái phần này ok chưa ạ à? sau khi nêu dẫn chứng xong các bạn sẽ bắt đầu liên hệ bản thân được không ạ à? liên hệ bản thân ok chưa thì liên hệ bản thân ở đây chúng ta thấy rằng là các em có thực sự đang yêu thích một điều gì đó không và các em có cảm thấy là bản thân mình khác biệt so với người khác không được không ạ à? và các em đã được tôn trọng về cái sự khác biệt của mình chưa và các em đã tôn trọng sự khác biệt của người khác chưa đó là những câu hỏi mà chị muốn dành cho các bạn ở trong cái phần liên hệ bản thân này Thật ra chị nghĩ rằng là trong cả cái câu nghị luận xã hội này ấy, Thì cái phần liên hệ bản thân và đưa ra thông điệp là cái phần cực kỳ quan trọng Bởi vì chính cái điều này sẽ giúp cho chúng ta nhìn nhận ra được rằng là Bản thân các em đã thay đổi sau khi tiếp nhận cái trích dẫn đó như thế nào Cái bài học đó như thế nào Và đây sẽ là cái phần cực kỳ quan trọng đấy Ok chưa ạ? Nếu như bạn nào cảm thấy chưa yên tâm Mà muốn thêm cái phần lật ngược vấn đề vào Ok hoàn toàn được Nhưng chị thì rất là ít khi chị đưa vào bởi vì chị thấy rằng là ở trong ba em điểm không yêu cầu chúng ta cần phải lật ngược vấn đề nên chị cho rằng nếu như các bạn muốn thì các bạn sẽ đưa vào còn nếu không thì thôi đó chính là gì ạ à nhiều người um, làm lố quá lên á đúng không chạy theo những cái phong trào và tự biến mình trở thành bản sao của người khác chứ không còn là chính mình nữa thì đó không phải là cái cá tính cá nhân đáng được để tôn trọng ok chưa nào gọi là sao chép theo người khác và bất chấp đi theo các cái trào lưu và chính cái điều đó là cái điều mà tự hủy hoại cái cá tính cá nhân của chính bản thân mình. Ok chưa nào? Rồi, sau đó chúng ta sẽ đưa ra một cái thông điệp cuối cùng. Đây sẽ là một cái thông điệp có giá trị. Được không ạ? À? Đây sẽ là một cái thông điệp có giá trị mà chúng ta sẽ gửi gắm tới những người trẻ. Đó chính là gì ạ? À, bạn rất gì ạ? Bạn là một cái bản sao duy nhất và bạn là người khác biệt. Được không? Hãy dùng sự khác biệt đó để thành công và nhận được sự tôn trọng từ người khác hay từ mọi người ok không ví dụ là như vậy hãy đưa ra một cái thông điệp truyền cảm hứng thì đó là cái cuối cùng mà chúng ta cần phải làm ở trong cái câu nghị luận xã hội này được không ạ các bạn thấy không ạ Thực sự là nó rất là rõ ràng chứ không hề gọi là à, khó như cách mà các bạn đang nghĩ Có một số những cái vấn đề trong cái quá trình làm câu nghị luận xã hội mà các bạn gặp phải Nhưng mà thôi để buổi sau chị sẽ nói nhá Được không ạ? Buổi sau chị sẽ nói Hôm nay tạm thời dừng lại ở đây thôi Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang cái câu số 2 Đó là câu nghị luận văn học Câu 2, nghị luận văn học được không ạ? Các em ơi các bạn đã học bài sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh chưa? Các bạn đã học bài sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh chưa ạ? Các em đã học bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh chưa ạ? Có vẻ như là hơi xa vời Vì chị tin chắc rằng là có rất là nhiều bạn ở đây Chưa học bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh đúng không? Chưa đúng không? Các em đã xem qua bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh chưa? học chị đó ạ, à. <laughs> rồi lớp kiến thức nền của chị cũng chưa học đến sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh chưa và chưa học đến bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh cơ, đúng không? <laughs> rất là xin lỗi các bạn nhở, thế này thì khác gì là bắt chúng em gọi là đi mò cua đây, mò gọi là uh, mò cua đáy bể đây đúng không? các bạn học chưa? rất là nhiều bạn chưa học phải không? ừ uhm em học trong khóa học mùa thu của chị à à rồi ok sao nhở sao sao <laughs> em chưa em chưa rất là nhiều bạn chưa khổ thân rồi các bạn ơi <laughs> ok ok chị hiểu rồi thôi được rồi như thế này nhá nếu mà chưa học thì những cái câu về nghị luận văn học này chị sẽ để lại được không ạ à? chúng mình sẽ chữa với nhau vào những cái buổi khác và những cái buổi sau ok không bởi vì là chị muốn là các bạn sẽ phải nghiên cứu trước về bài thơ sóng của nhà thơ xuân quỳnh cơ vì nếu như mà không nghiên cứu ấy thì chẳng khác gì là bây giờ chị đang gọi là thao thao bất tuyệt cùng với các bạn rồi thì nói tai này là nói tai này là sang tai kia Đấy, thế nên là chị muốn là gì? Chị muốn là các bạn sẽ chủ động tìm hiểu bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh trước. Ok không ạ? À? Còn nếu như bạn nào mà chưa yên tâm về học về cái học phần kiến thức nền ấy thì có thể đăng ký khóa học của chị nhá. Ok chưa nào? Được không ạ? À? Học rồi mà không nhớ ấy à? À em học rồi em 2k2 mà chị. <laughs> Mấy cái đứa này cứ vào trêu chị à? Rồi các bạn ơi, hiểu chị không ạ? À? Thì bây giờ chị sẽ đợi các bạn học nhưng mà chị sẽ định hướng các bạn học như này nhá đối với bất cứ một cái tác phẩm nghị luận văn học nào á thì các bạn cũng sẽ học cho chị theo hai cái mảng kiến thức nhá thứ nhất là về tác giả thứ hai là về tác phẩm trong phần tác giả này chúng ta sẽ tìm hiểu những cái thông tin về xuân quỳnh này trong phần tác phẩm này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác được không cái tiếp theo là về à, nội dung thì cụ thể là trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh này nó có 9 khổ thơ đấy các em ạ. Được không? Đấy, tiếp theo là các bạn có thể tìm hiểu cho chị về những cái này liên quan này thứ nhất này, kiến thức liên hệ mở rộng này. Ok không ạ? Chúng ta chuẩn bị về mở bài và kết bài này. Được không? Mở bài và kết bài này Ok chưa? Đấy Ngoài ra thì chúng ta có thể có thêm những cái tư liệu Mở rộng Về tác phẩm để chúng ta Tìm hiểu sâu hơn Về tác giả và tác phẩm này Những cái câu chuyện về Xuân Quỳnh Cuộc đời riêng tư Kiểu kiểu vậy ok chưa thì đây sẽ là những cái phần mà chị muốn là các bạn sẽ chủ động tìm hiểu giúp chị được không ạ à? các bạn ơi chị xin nhắc lại một lần nữa cuốn sách mà chúng mình đang học cùng với nhau là cuốn săn tám cộng và nếu các bạn muốn mua cuốn sách này để cùng học với chị trong giai đoạn tới thì các em có thể nhắn tin cho chị hiên nhắn tin cho chị nha hoặc là nhắn tin nhanh hơn cho admin fanpage học văn chị Hiên ok không? À? đấy, ok chưa? chúng mình sẽ cùng còn học với nhau cả một cái quá trình cả một năm cơ, nên chị mong rằng là nếu như mà các bạn muốn học cùng với chị mà kiểu chủ động trong việc học thì chúng ta có thể dinh cái cuốn sách này về để đến đâu thì dở đến đấy và ôn đến đấy cùng với chị, được không ạ? À? rồi ngày hôm nay chúng ta đã cùng với nhau hoàn thành cái đề đầu tiên. Đó là đề số 01 cùng với các bạn. Chị tin chắc chắn rằng là với cái bước chạy đà này thì ngày hôm nay 2K3 đã có thêm khá là nhiều những cái kiến thức cho bản thân mình rồi. Chị cảm ơn các em rất là nhiều vì đã tham gia cùng với chị trong buổi livestream ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau với đề số 02 các em nhé. Cảm ơn các em rất là nhiều và chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo. Bye bye.